Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Dạ, tôi xin hãy chào thầy quý bà chị em đã quay trở lại với thời giờ chúng ta học lại của Chúa buổi sáng nay. Cảm ơn Chúa, hôm nay là ngày 20 tháng 11, tức là ngày Nhà giáo Việt Nam. Tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là Đức Chúa Giêsu, Ngài chính là người thầy giáo vĩ đại nhất của chúng ta. Thưa quý bà chị em, vai trò của những người thầy luôn được đề cao trong mọi xã hội và mọi dân tộc, bởi vì họ chính là những người truyền đạt kiến thức, là nhịp cầu nối giúp cho nhiều học trò có thêm nhiều kiến thức trong hành trình của học vấn. Nếu mà một đất nước hoặc là một xã hội muốn văn minh, tiến bộ, dân chủ và giàu có thì cần có những người gieo tri thức, truyền cảm hứng cho học trò và chấp cánh mơ ước cho nhiều thế hệ bay xa. Người Việt Nam của chúng ta thì rất là quen thuộc với những câu ca dao tục ngữ về vai trò của người thầy, chẳng hạn là không thầy đố mày làm nên, cơm cha áo mẹ công thầy. Lịch sử Việt Nam của chúng ta cũng có những người thầy rất là tài giỏi, đức độ và mẫu mực, có những khí tiết thanh cao như là thầy Chu Văn An, Nguyễn Minh Khiêm, rồi Cao Bá Quát, Phan Bội Châu, thầy Nguyễn Tất Thành. Và trên thế giới của chúng ta cũng có rất là nhiều người thầy, nhiều người cô rất là vĩ đại, và có những nhà tư tưởng vĩ đại họ đã để lại những di sản kiến thức cho nhân loại của chúng ta. Nhưng mà thưa quý bà chị em, khi mà nói về một người thầy mà siêu việt và vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thì chúng ta không thể không nhắc đến một nhân vật rất là tuyệt vời, đó chính là Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Thưa quý bà chị em, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Chúa Giêsu, Ngài chính là một người giáo sư đến từ trời. Tôi xin đọc một phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 3. Chúng ta sẽ thấy được là có một buổi tối nọ, có một người giáo sư rất là nổi tiếng của người Israel tên là Nicodem. Ông đã tìm đến với Đức Chúa Giêsu, và trong cái cuộc nói chuyện này, Nicodem đã xưng nhận Chúa Giêsu, Ngài chính là một người thầy và là một người giáo sư đến từ Đức Chúa Trời. Trong vòng người Pharisee có người tên là Nicodem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm người này đến cùng Đức Chúa Giêsu và nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Thưa quý mà chị em ở đây, Kinh Thánh cho chúng ta thấy được là có một người giáo sư chuyên dạy dỗ cho những học trò tại Israel trong thời của Chúa Giêsu. Người này là một người có tri thức, có một cái địa vị xã hội rất là lớn, có tầm ảnh hưởng ở trên xã hội thời bây giờ. Nhưng mà người này vẫn nhận biết được cái sự giới hạn ở trong cuộc đời của mình, và người này vẫn tìm đến với Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu là một người có một cái khả năng giảng dạy uyên bác và cũng như có thể thu hút được rất là nhiều người đi xung quanh mình. Bởi vì bằng chứng đó là Chúa Giêsu nghỉ đâu thì cũng có đám đông hàng ngàn người đi theo Chúa. Và không những chỉ là Chúa Giêsu Ngài giảng dạy tuyệt vời mà thôi, nhưng mà Chúa Giêsu Ngài cũng có những cái phép lạ xung quanh Ngài nữa, thưa quý mà chị em. Và chính điều đó nó khiến cho có rất là nhiều người đi theo Chúa Giêsu tại bây giờ. Nếu mà ngày hôm nay có một trường đại học nào ở Việt Nam mời những giáo sư ở các trường đại học nổi tiếng ở Mỹ hoặc là châu Âu về dạy đó quý vị, thì ở những cái chỗ đó sẽ có rất là nhiều sinh viên họ háo hức để mà đến ở trong những cái trường đại học đó để mà học, bởi vì có những người thầy danh tiếng, nổi tiếng, thông minh xuất chúng đến. Và chúng ta biết rằng là ở Việt Nam của chúng ta có những trường đại học đó, họ mời những giáo sư nổi tiếng của thế giới đến dạy, thì cái học phí ở trường đó rất là mắc. Ở Việt Nam, ngay tại Việt Nam của chúng ta có những trường đại học họ thu học phí một năm đúng quý vị, là 100 triệu. Học ở tại Việt Nam đó là 100 triệu một năm, học 4 năm xong là 400 triệu. Dạ, mình thấy rằng là ở Việt Nam của chúng ta tưởng như vậy đó chứ, mà cũng có rất là nhiều cái trường chất lượng đó quý vị. Đó là nói về khía cạnh con người. Nhưng mà chúng ta giả sử trong hội thánh của chúng ta có một người mà vượt trên cả chất lượng quốc tế nữa, là thuộc là chất lượng thiên thượng, quý vị nghĩ rằng là cái chỗ đó sẽ thu hút được nhiều người không? Dạ, tôi thấy có những hội thánh hiện tại Chúa Ngài đang phấn hưng hội thánh đó. Khi mà người mục sư đó xuất hiện thì
hàng ngàn người họ lũ lượt họ kéo đến ở khắp mọi miền trên tổ quốc. Bởi vì không những người đó chỉ giảng dạy về lời của Chúa rất là sâu nhiệm, nhưng mà người đó cũng có những cái sự bày tỏ siêu nhiên. Và ở đây chưa thấy là cái câu chuyện của Nicodem đó, ông đã là một người có chức, có quyền cũng như có kiến thức, được sự tôn trọng của người Do Thái, nhưng mà người này muốn tìm đến với Chúa Giêsu để được học hỏi thêm. Và người này phải đi ban đêm, bởi vì nếu đi ban ngày thì người ta sẽ biết rằng là mình có những cái sự thiếu kém nào đó, cho nên mới đến gặp Chúa Giêsu. Và người này đã nói rằng là quả thật, người này nói rằng là thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Nicodem là giáo sư của dân Israel, nhưng mà khi mà Nicodem gặp Chúa Giêsu thì ông ngay lập tức ông thừa nhận rằng là thầy chính là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến. Vậy thì giáo sư của con người gặp giáo sư của Đức Chúa Trời, quý vị thấy đó là một cái sự chênh lệch đẳng cấp rất là lớn. Tại sao mà Nicodem biết rằng là Chúa Giêsu ngài là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, thưa quý mài chém? Ông giải thích với chúng ta ở đây, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng thì không ai làm được. Vậy thì cái điều khiến cho Nicodem nhận biết rằng là Chúa Giêsu là một người thầy khác biệt so với lại những người thầy giáo khác ở trên đất này, ngay cả ông luôn, đó là Chúa Giêsu ngài vừa giảng dạy nhưng mà ngài cũng vừa có những phép lạ dấu kỳ, mà như đó đến từ bởi siêu nhiên của Chúa ở bên trên đời sống Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rằng là chúng ta nên tôn trọng những người thầy ở trên đất này, ngay cả ở trong trường học hoặc là ở trong cuộc sống của chúng ta, những người đó chúng ta phải trân quý họ. Giống như truyền thống của người Việt Nam chúng ta, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo. Chúng ta trọng thầy thì chúng ta mới được làm thầy. Thì đó là một cái điều rất là đương nhiên, không có gì bằng cãi cả. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là đối với lại ở trong vương quốc Đức Chúa Trời đó quý vị, thì những người gọi là có cái ơn giảng dạy như là Chúa Giêsu ở đây, ông Chúa Giêsu ngài có một cái chức vụ giảng dạy rất là tuyệt vời đặc biệt, thì siêu nhiên của Chúa Đức Chúa Trời ở trên đời sống của Chúa Giêsu đó khiến cho Chúa Giêsu ngài có một sự khác biệt, thưa quý mài chém. Vậy thì Chúa Giêsu ngài là một người thầy giáo vĩ đại, bởi vì cớ Chúa Giêsu ngài có Đức Chúa Trời ở cùng. Và nơi nào có Chúa Giêsu ngài hiện diện thì nơi đó có những cái sự bày tỏ của dấu kỳ phép lạ siêu nhiên. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài ở cùng với thánh của Chúa và những người thầy giảng dạy lời của Chúa trong hội thánh của chúng ta cũng sẽ có những cái sự bày tỏ của những phép lạ siêu nhiên. Amen. Tại vì chính Chúa Jesus Christ ngài chính là người thầy giáo có một cái quyền năng bày tỏ ra vô số những phép lạ xuyên qua đời sống và chức vụ của ngài. Ngài có thể cứu giúp những con người đau khổ, bệnh tật, khốn cùng, đói rách, bị ma quỷ áp chế. Nơi nào Chúa Jesus đi ngang qua, nơi đó có những phép lạ, có những cuộc đời được tha thứ tội lỗi, có những cuộc đời được giải phóng ra khỏi những ách nô lệ của ma quỷ, có những cuộc đời đã được giải cứu ra khỏi những cái sự bệnh tật rủa xả. Có những khi mà bác sĩ đã chối, đã chê rồi, nhưng mà khi Chúa Giêsu ngài ra tay, ngài đụng chạm đến thì người đó được sống. Có những khi ma quỷ nó cột trói người ta bị điên điên khùng khùng, nhưng mà khi Chúa Giêsu bước vào thì người đó không còn bị điên điên khùng khùng nữa. Có những người đã đi thầy đi bà khắp nơi để cầu xin thần Phật để mà phù hộ độ trì cho con cháu của mình, để con của mình nó được ra khỏi những cái sự trói buộc của ma quỷ, nhưng mà họ không tìm thấy được cái sự giải cứu ở đâu hết. Thì khi họ đến với Chúa Giêsu Christ thì Chúa Giêsu ngài giải cứu họ ra khỏi những quyền lực của ma quỷ. Chúng ta thấy rằng là có một cái điều lạ, đó là có những con cái Chúa khi mà họ nhóm ở trong những hội thánh truyền thống, họ qua bên hội thánh tư gia, họ thờ phượng Chúa với là những người ngũ tuần, thì quyền lực của ma quỷ nó lộ ra và những người đó được giải cứu ra khỏi những quyền lực của ma quỷ. Thế là họ chia sẻ rằng là sao ngộ quá mục sư, sao trước đây em nhóm ở trong hội thánh kia cả chục năm nhưng mà em không thấy quỷ đâu hết, nhưng mà khi qua hội thánh này thì quỷ lộ ra, em được giải cứu, em được tự do, em thấy nhiều người khác cũng được giải cứu. Như vậy thì mình thấy rằng là có cái sự phân biệt khác biệt giữa sự hiện diện của Chúa với lại cái sự giảng dạy tự nhiên của người. Như vậy thì sự giảng dạy lời Chúa không phải đến từ cái tri thức của xác thịt, nhưng mà nó đến từ một tấm lòng được Chúa ngài kêu gọi, được Chúa ngài ban ơn, được Chúa sức dầu cho. Và khi mà cái người mà được sự sức dầu của Chúa giảng dạy đó quý vị, thì tín đồ họ sẽ được phước và được nhận lãnh sự sống của Chúa. Còn nếu mà giảng dạy theo kiểu mà bài bản văn tự thì văn tự làm cho chết, nhưng mà xác thịt làm cho, Thánh Linh làm cho sống, đúng không ạ?
Văn tự thì làm cho chết, nhưng mà Thánh Linh của Chúa thì làm cho sống. Cho nên nơi nào có Chúa Giêsu hiện diện thì nơi đó không có bệnh tật, nơi đó không có quyền lực của ma quỷ, nó có thể cư ngụ được. Rồi nơi nào Chúa Giêsu đi ngang qua, những có phép lạ của Chúa xảy ra, như là Chúa Giêsu kêu gọi kẻ chết sống lại. Và đây là một trong những phép lạ mà ma quỷ không thể nào nhái hoặc là không thể nào mà giả dạng được. Ngày hôm nay nhiều người ta không phân biệt được đâu là phép lạ Chúa Giêsu làm và đâu là phép lạ ma quỷ làm. Người ta nói rằng là mấy mục sư mà ngủ tuần á, cầu nguyện chữa lành đủ quỷ á, là có thể là dùng quyền lực của ma quỷ tà giáo để mà làm những phép lạ đó. Bởi vì ma quỷ có thể làm phép lạ chữa lành được. Nhưng mà quý vị biết rằng là một cái phép lạ duy nhất mà ma quỷ không thể làm được, đó chính là khiến cho người chết sống lại. Ma quỷ không thể làm được. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có Chúa Giêsu, Ngài là đấng có quyền ở trên sự sống và sự chết mà thôi. Ma quỷ không có quyền ở trên sự sống sự chết của ta, đúng không ạ? Tại vì khi mà ma quỷ nó muốn giết Gióp, nó cũng phải xin phép Chúa. Nó muốn Gióp sống là Chúa phải cho phép. Nó muốn Gióp chết, nó cũng phải xin phép. Muốn Gióp bị bệnh, nó cũng phải xin phép. Chứ không phải là nó muốn lộng hành, muốn làm cái gì làm. Như vậy thì ma quỷ nó có thể gieo rắc bệnh tật, nó có thể tấn công người này kia, nhưng mà để ai đó sống hoặc là để cho chết thì phải do Đức Chúa Trời ngày càng thiệt đồng ý. Ma quỷ cũng không thể tự ý khiến cho người ta sống lại được. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền để khiến cho ta sống lại mà thôi. Và tôi đã gặp trực tiếp những người mục sư đã từng cầu nguyện cho hơn 21 người từ chết sống lại. Và mục sư đó bây giờ đã về với Chúa rồi, bởi vì ông lớn tuổi quá. Nhưng mà đang khi mà ông còn sống đó quý vị, ông đã chữa lành đủ quỷ rất là nhiều. Nhưng mà nhiều hội thánh họ không công nhận cái chức vụ của ông. Nó nói rằng là ông này là tà giáo. Ông này đã nhân danh Chúa để làm phép lạ là tà giáo ma quỷ. Bởi vì họ không bởi vì cái ông mục sư đó không ở trong hội thánh, trong giáo hội của những người đó. Cho nên họ nói là ai mà không ở trong hội thánh tôi đó mà làm phép lạ dấu kỳ là tà giáo hết. Nhưng mà tôi thấy rằng là ông mục sư đó đã từng cầu nguyện cho người chết sống lại, thì làm sao mà ma quỷ nó cộng tác với danh của Chúa để mà làm cho người ta sống lại được? Và ma quỷ không thể làm cho người chết sống lại được, quý bài cho em. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy có những phép lạ và đặc biệt là người chết sống lại, đúng quý vị, thì chúng ta biết rằng là đó chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu 100%, không thể nào mà nhái hoặc là giả dạng được. Ngày hôm nay con cái Chúa đôi khi bị lẫn lộn giữa thật và giả. Giống như iPhone 14 vừa mới ra đời trong tháng vừa qua, là ở bên Trung Quốc là người ta sản xuất ra những cái iPhone 14 y chang như vậy luôn. Nhìn bên ngoài không phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Nhiều khi mình đặt hàng ở trên Lazada iPhone 14, mình trả tiền ba mấy triệu, 40 triệu cho cái điện thoại đó. Nhưng mà về mở hộp ra thấy nó là đồ nhái, đồ Trung Quốc. Đôi khi con cái Chúa chúng ta cũng bị nhầm lẫn giữa thật và giả, đúng không ạ? Ma quỷ có thể làm phép lạ được, nhưng mà phải có một cái gì đó để cho chúng ta biết rằng là đồ thật của Chúa không thể giả được. Bởi vì đồ giả nó luôn luôn có một cái gì đó là giả. Không thể nào mà đồ nhái như là iPhone 4 mà nó lại có mã số seri của Apple chính hãng được, đúng không ạ? Như vậy thì để chúng ta phân biệt được cái đồ nhái của ma quỷ đó quý vị, cái phép lạ giả đến từ ma quỷ, chúng ta phải xem coi là nguồn gốc xuất xứ của nó từ đâu. Qua những cái điều mà nó làm sau đó là gì? Nó dẫn người ta đến đâu? Quý mài cha. Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta biết được cái sự phân biệt giữa cây tốt và cây xấu. Qua sự phân biệt được cái bông trái của nó, đúng không ạ? Nếu mà cây đó là cây xấu thì không thể nào nó sinh ra trái tốt được. Nếu mà cái cây đó là cây xấu không thể nào ra trái tốt được. Nếu mà cái iPhone mà nó là đồ chính hãng, đồ tốt đó quý vị, thì nó không thể nào mà nó hư đột tử được, đúng không ạ? Nó không thể nào gây ra cái sự mất tiền bạc trong việc sửa chữa những cái điều lặt vặt. Nếu mà một tín lý tốt thì nó sẽ dẫn người ta đến với một đời sống tin kính Chúa và lìa xa khỏi tội lỗi, một đời sống yêu mến Chúa nóng cháy nhiệt thành hơn. Còn nếu mà một tín lý nào đó mà chúng ta thấy rằng là nó không rõ ràng là đúng hay là sai, không biết là đến từ Chúa hay đến từ ma quỷ, thì chúng ta sẽ xem đời sống của những tín đồ đó họ có được thay đổi hay không? Họ có nóng cháy hơn không? Họ có cầu nguyện nhiệt thành hơn không? Họ có ngồi ngáp ở trong nhà thờ hay không? Họ có ngủ gục ở trong nhà thờ hay không? Nếu một người mục sư đến từ nơi Đức Chúa Trời đó được sức dầu, đúng quý vị, không thể nào mà khiến cho tín đồ mà ngủ ngon ở trong nhà thờ được.
Một người đến từ Đức Chúa Trời có còn ngáp lên ngáp xuống, nói ôi mục sư giảng chán quá, thôi tuần sau tôi không đi nhóm nữa. Nhưng mà nếu mà một người được sức dầu của Chúa, quý vị không thể nào không thể nào mà chợp mắt được, bởi vì quý vị đang trực tiếp được nghe lời của Đức Chúa Trời. Tâm linh của chúng ta không bao giờ bị ru ngủ cả quý vị. Nhưng mà nếu có trường hợp mà mình nghe lời Chúa, mục sư nào giảng đó, mình cũng ngáp hết. Quý vị ơi, hãy cầu nguyện xin Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi cái linh của sự buồn ngủ. Có những khi ma quỷ nó che mắt chúng ta, che lòng chúng ta, nó ngồi trên đầu của chúng ta, rồi chúng ta không thể nào có thể tự do để nghe lời của Chúa được. Một lần kia, một phụ nữ nọ đến gặp mục sư Rahab Bonki. Ông là một sứ giả đầy ơn của Chúa, ông giảng một cái bài giảng là không ai có thể mà ngủ được hết, bởi vì giọng ông rất là lớn. Nhưng mà có phụ nữ kia nói với mục sư Rahab Bonki: mục sư ơi, em lạ quá, sao mà em nghe mục sư em giảng là em có buồn ngủ. Và thế là ông này ông cầu nguyện, ông thấy có con quỷ ngồi trên đầu của bà này. Bà này mới nói: ủa tại sao mà em đã tin Chúa rồi mà lại có quỷ mục sư? Ông mục sư ông nói là: bây giờ tôi đưa cho cô một ví dụ. Đó là giả sử một cái bếp mà nó đang mở, đang có lửa đó, ruồi muỗi nó có thể nó đậu cho cái bếp đó không? Nhưng mà nếu mà bếp ga mà tắt đi thì ruồi muỗi, ruồi nhặng nó sẽ đến nó đậu cho nó, đúng không ạ? Như vậy thì nếu mà một đời sống con cái Chúa mà thiếu lửa của Chúa, nguội lạnh, hâm hẩm, lui đi, yếu đuối, thì ma quỷ nó không pháp đến, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta nóng cháy, có lửa của Chúa và có sự nóng cháy mạnh mẽ của Thánh Linh của Chúa, thì ma quỷ không thể nào mà ở đó được. Cho nên ngày hôm nay nhiều người cứ nghĩ rằng là tôi tin Chúa là không có quỷ nó tấn công tôi. Nhưng mà chúng ta phải để cho Chúa, Ngài làm Chúa, làm chủ và cai trị chúng ta, và chúng ta phải có một cái sự duy trì lửa của Chúa trong đời sống của mình chứ, đúng không ạ? Và đó là ngày Chủ nhật chúng ta đến đây, chúng ta thờ phượng Chúa và chúng ta được làm tươi mới tâm linh của chúng ta lại. Và hãy giữ lửa đó ở trong suốt hành trình chúng ta thầy Chúa mỗi ngày, thưa quý ông bà chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Thứ hai, Chúa Giêsu Ngài là một người thầy vĩ đại, bởi vì Ngài có cái uy quyền thiên thượng ở trong sự giảng dạy của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 28 cho đến 29, lời của Chúa chép rằng là: vả khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như là có quyền chứ không giống các thầy thông giáo. Cảm ơn Chúa. Đối với Chúa Giêsu thì lời dạy dỗ của Chúa Ngài có thẩm quyền và có thể tác động đến tấm lòng và đời. Chúa Giêsu không phải nhằm mục đích là để đem thêm tri thức và kiến thức cho con người chúng ta mà thôi, nhưng mà cũng bày tỏ sự sống và những lẽ thật sâu nhiệm về chính Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi của Ngài. Lời dạy của Chúa Giêsu có uy quyền để mà thẩm thấu vào tấm lòng con người chúng ta và làm cho người nghe phải suy nghĩ và tự vấn về chính mình. Chúa Giêsu Ngài có thể thấu rõ tấm lòng con người chúng ta. Và khi mà một người đến đối diện với Chúa Giêsu thì người đó cũng sẽ nhận biết được tội lỗi của mình có xứng đáng hay là không xứng đáng với đấng thánh khiết hay không. Cho nên đối diện với Chúa Giêsu là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài cũng chính là lời của Đức Chúa Trời, để thưa quý mài chè. Thì lời của Đức Chúa Trời có uy quyền để cáo trách, để uốn nắn, để sửa dạy và thay đổi đời sống của chúng ta. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời mới có quyền năng để ảnh hưởng cho đời sống của chúng ta mà thôi, bởi vì lời đó chính là lời đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng là khi mà Đức Chúa Trời sáng tạo nên trời đất này thì Kinh Thánh nói rằng là Chúa Ngài phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Rồi Chúa Ngài phán phải có cái này, phải có cái kia, phải có mặt trời. Tức mọi sự đều có theo lời của Chúa, bởi vì lời của Chúa là lời có uy quyền ở trên cả vũ trụ này. Và khi Chúa Giêsu Ngài xuất hiện thì Ngài có uy quyền ở trên thiên nhiên để mà Ngài khiến cho sóng và gió nó phải yên lặng theo lời truyền của Ngài. Hãy yên đi, lặng đi. Đó là những lời đầy uy quyền của Chúa Giêsu. Những người thầy ở trên thế gian này có thể họ giảng dạy những điều rất là hay, rất là tốt, nhưng mà họ không có uy quyền tối thượng như là Chúa Giêsu đã có. Muhammad đã từng nói rằng là tôi không biết mục đích cuộc đời của tôi là gì. Đức Khổng Tử cũng đã nói rằng là ta không phải là đường đi. Rồi Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói rằng là hãy đi tìm kiếm chân lý. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán rằng là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng với Cha. Vậy thì Chúa Giêsu Ngài là đấng có uy quyền ở trong lời của Ngài. Và lời của Ngài khi phán ra có cái uy quyền tuyệt đối khiến cho mọi tấm lòng con người phải lắng nghe và chú ý đến. Đây không phải là lời của một người bị mất trí. Ngày hôm nay ai cũng có thể nói được những lời này: ô ta là đường đi, chân lý và sự sống. Ở trong biên hòa đầy
đúng không? Họ tự nhận mình là ô ta là Chúa, ta là Đức Chúa Trời. Ma quỷ nó cũng có thể tự xưng nó là Chúa. Nhưng mà chính Chúa Giêsu Ngài đã khẳng định về chính Ngài rằng là ta chính là đường đi, lẽ thật và sự sống. Bởi vì có những phép lạ, có những dấu kỳ, có những sự đụng chạm bởi quyền năng của nước Đức Chúa Trời trên tấm lòng của những người nghe. Vậy thì Chúa Giêsu Ngài có uy quyền tuyệt đối quyền mài chèn. Khi mà chúng ta đối diện với lời của Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được uy quyền trong lời của Chúa. Có những tấm lòng trước đây chưa được thay đổi, bởi vì còn ham mê xác thịt, còn ích kỷ, còn kiêu ngạo, còn cái tôi của mình quá lớn, cho nên là mình đi theo ý riêng của mình. Đến khi mà Chúa cái dùng hoạn nạn nan đề ập đến, thì những người đó đã tìm đến với lời của Chúa. Một trong những điều mà Chúa Ngài cho tôi cái cơ hội để có thể rao giảng lời của Chúa trong những ngày này, đó là có nhiều người đã nghe lời của Chúa qua mạng. Và trong số đó có những người đã được Chúa thay đổi qua lời của Chúa. Có người nhắn tin cho tôi: cảm ơn mục sư, bởi vì nhờ lời của mục sư mà em được Chúa Ngài thăm viếng, được Chúa thay đổi. Có người đang từ chỗ thất bại, đang túng quẫn và cùng đường, không còn có lối thoát ở trong tài chánh của mình, nhưng mà họ đã tìm gặp được Chúa qua lời của Chúa, và Chúa đã ban phước, Chúa đã mở đường cho họ ra khỏi những cái sự bế tắc ở trong tài chánh. Và tôi thiết nghĩ rằng không phải là lời của tôi có thể thay đổi được anh chị em, nhưng mà chính lời của Chúa ở trong những sự giảng dạy này khiến cho anh chị em được Chúa thay đổi. Khi anh chị em nghe lời của Chúa thì anh chị em cũng đang tìm thấy được đường đi cho chính mình. Anh chị em đang nghe lời của Chúa thì anh chị em cũng đang thấy lẽ thật của chính Đức Chúa Trời đang bày tỏ với mình. Khi anh chị em nghe lời của Chúa thì đó là lúc mà anh chị em đang nhận lãnh sự sống của Đức Chúa Trời trên đời sống tâm linh của chúng ta. Do đó anh chị em càng gặp nan đề, anh chị em hãy càng đến gần với Chúa. Đừng có phải là giống như những đứa trẻ, rồi chúng ta gặp nan đề, chúng ta té ngã rồi chúng ta nằm ở đó luôn, chúng ta chờ ai đó đến nâng chúng ta lên thì chúng ta mới đứng dậy, còn không ai nâng chúng ta lên thì chúng ta nằm ở đó. Hội thánh không phải là nhà trẻ để mà có ai đó lúc nào cũng đỡ chúng ta đứng dậy. Quý mài cho em, có nhiều người theo Chúa cả hàng chục năm, họ vẫn có những thái độ giống như con trẻ vậy đó. Ai đó làm buồn mình, vấp phạm cái là mình nằm ở luôn, chờ chừng nào ai đó tới thăm viếng mình mới chịu đứng dậy. Hội thánh không phải là nơi giữ trẻ như vậy. Dĩ nhiên Chúa vẫn thương xót, Chúa dùng ai đó để khích lệ chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ làm hoài như vậy, đúng không quý vị, thì chính chúng ta đang tự làm hại, làm khổ chính mình, đúng không ạ? Cho nên lời của Chúa sẽ đem lại một sự nâng đỡ chúng ta rất lớn, quý mài cha. Khi gặp nan đề càng nhiều, hãy càng đến gần với Chúa, càng đi nhóm thờ phượng Chúa. Hôm qua tôi nói chuyện với một người anh em, nói rằng là không hiểu tại sao mà người đó trước đây là một người rất đầy ơn trong sự giải cứu, đuổi quỷ, chữa lành rất là tuyệt vời, nhưng mà dạo gần đây không đi nhóm thờ phượng Chúa nữa. Hỏi sao vậy? Dạ, tại nhà em gặp nan đề nhiều quá, mục sư ơi. Ủa, mình gặp nan đề thì mình càng phải đến gần với Chúa chứ. Bây giờ mình gặp nan đề mình lui đi, mình không đi nhóm thờ phượng Chúa nữa, là nan đề sẽ càng thêm nan đề. Đôi khi ma quỷ nó nói với chúng ta rằng là đó, mày theo Chúa mới gặp nan đề không đó. Bây giờ mày theo Chúa làm gì nữa? Nó nói y chang như là vợ của Gióp, đúng không quý mài cho em? Chừng nào mà thuận lợi đó thì mình mới theo Chúa, còn mà không thuận lợi thì thôi, Chúa ở nhà Chúa, con ở nhà con. Quý vị ơi, đó là một cái thái độ rất là sai lầm, và đó là một sự lừa dối đến từ ma quỷ. Càng gặp nan đề hãy càng đến gần với Chúa càng hơn. Đó là lý do tại sao Chúa cho phép nan đề đến với chúng ta. Trước dịch Covid vào năm trước thì có nhiều người họ không biết gì về Chúa Giêsu cả quý vị, yếu đuối, ngủ lạnh, thâm ẩm. Nhưng mà nhờ có Covid mà họ đến với lời của Chúa, và họ bây giờ trở thành những người hầu việc Chúa sốt sắng, kết quả đem hàng chục, hàng trăm người đến với Chúa. Quý vị thấy rằng là đôi khi Chúa dùng nan đề để mà tỉnh thức chúng ta, dùng nan đề để làm chúng ta trưởng thành hơn, dùng nan đề để cho chúng ta đến gần với Chúa và hiểu biết Chúa là ai. Chứ còn đôi khi có một số người giống như là họ được sinh ra trong một điều, quý vị, họ sướng từ khi còn bé rồi, họ không hiểu được cái phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta như thế nào, họ coi thường. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, để chúng ta có được ơn của Chúa và được sự sức dầu của Chúa thì chúng ta hãy học sống can đảm giữa những nan đề Chúa cho phép nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Đối với tôi thì tôi không giảng những gì mà mình biết về kiến thức mà thôi, nhưng mà tôi nói những gì mà mình sống, và tôi sống với những gì mình nói. Có người nói rằng sao mục sư Tuấn giảng lời Chúa mỗi tuần lễ sao mà hay quá,
lúc nào cũng có lời của Chúa hết. Tôi nói quý vị nghe rằng là ngay cả Phaolô đó, ông có những cái sự bày tỏ đặc biệt ở trong Kinh Thánh Tân Ước, không phải là bởi vì cớ Chúa bày tỏ ông một cách tự nhiên đâu. Nhưng mà ngay cả khi mà ông gặp nan đề, ông bị ấp bớ rồi, ông bị tù đầy rồi, ông bị khó khăn trên cái con đường đi phục vụ Chúa, thì ông mới có cái để mà nói ra cho dân sự của Chúa. Chứ không phải là bởi vì cớ ông đọc sách nhiều mà ông giảng hay, không phải. Nhưng mà bởi vì cớ có nhiều nan đề cho nên là chúng ta mới có nhiều bài giảng, có nhiều sứ điệp cho những người xung quanh chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài là một đấng rất là tuyệt vời, một người thầy rất là tuyệt vời. Tôi hỏi quý vị là Chúa Giêsu Ngài có nan đề của Ngài không? Ngài có ai ghét Ngài không? Vĩ đại tuyệt vời như vậy vẫn có người ghét, đúng không ạ? Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là ô tôi theo Chúa là mọi người sẽ tung hô vỗ tay tôi. Không có đâu. Đôi khi đó quý vị, cái sự không trong sạch nó sẽ tấn công cái sự trong sạch. Cái người tội lỗi là sẽ tấn công cái người không có tội lỗi. Mà con cái Chúa chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ rằng là ồ chắc là tôi có tội đó cho nên là cả thế giới chống nghịch lại với tôi, thôi tôi bỏ, tôi không có theo nữa. Quý vị thấy rằng là khi mà David xuất hiện và ông nhìn cái thằng Goliath đó, ủa cái thằng đó là thằng không cách cắt bì mà nó dám rủa xả dân Israel là đạo quân của Chúa. Và David ông sớm tới gặp mấy anh của mình, mấy anh của David ngay lập tức nói sao quý vị? Tao biết cái lòng kiêu ngạo của mày, mày đến đây để mà kiêu ngạo đúng không? Ngay lập tức David bị tát vào trong mặt. Có phải là David sai không quý vị? Không. Nhưng mà bởi vì cái sự hiện diện của David đó, nó làm lộ ra cái sự yếu đuối của các anh của David. Sự hiện diện của David đã làm lộ ra cái sự yếu đuối sa sút thuộc linh của vua Saul và các anh của David, cho nên là các anh David mới mắng té tát như vậy. Đôi khi có những sự giảng dạy mà nó vượt cả cái mức độ của cái tổ chức giáo hội của con người, cho nên là người ta mới tấn công chúng ta quý vị. Đôi khi có những khi mà chúng ta giảng những cái gì mà Chúa bày tỏ với chúng ta, Đức Chúa Trời và thiên đàng bày tỏ với chúng ta đó, người ta sẽ nói chúng ta là tà giáo. Ngày hôm nay tôi gặp rất là nhiều trường hợp, nhiều mục sư tôi tới Chúa được ơn của Chúa trong sự chức trong chức vụ giảng dạy chữa lành đuổi quỷ, thì họ đều bị quy chụp là tà giáo hết. Tại vì có những giáo hội họ không có kinh nghiệm được cao hơn, không kinh nghiệm được cái sự đột phá trong tâm linh của họ, cho nên họ tấn công những người đó. Và chính những người đó khi xuất hiện thì làm lộ ra một cái sự yếu đuối của những người kia, những người không đuổi quỷ được, những người không chữa lành được. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là thật sự nó là một cái thực tế, một cái hiện trạng ngày hôm nay giữa các hội thánh. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng là David có đứng ở đó cãi tay đôi với lại các anh không? Không. Thái độ của David đó là đi qua chỗ khác. Ông yếu đuối kệ ông. Không phải tôi đến đây để xem ông yếu đuối, nhưng mà tôi đến đây để giết cái thằng kia. Nan đề mà của chung chúng ta đó là Goliath chứ phải là các anh. Các anh yếu đuối đó là chuyện của anh. Như vậy thì nan đề của tất cả hội thánh của Chúa ngày hôm nay trên khắp thế giới này đó chính là ma quỷ. Chúng ta phải giải quyết ma quỷ, chúng ta phải giải quyết tội lỗi cho con người. Còn cái chuyện mà hơn thua, ai mạnh hơn hay là ai yếu hơn, cái đó là chuyện của mỗi cá nhân với Chúa. Chúng ta không nên ghen tị và không nên bắn phá lẫn nhau. Amen không quý mà chị em? Cho nên chúng ta cần có sự hiện diện của Chúa Giêsu, Ngài là người thầy vĩ đại của mỗi chúng ta. Để khi có Ngài trong hội thánh thì mọi nan đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Từ trong tấm lòng cho đến thân thể của chúng ta được Chúa giải quyết. Từ tội lỗi cho đến bệnh tật và những cái sự rủa xả khác, Chúa Giêsu Ngài sẽ an ủi và Ngài sẽ rịch lành cho chúng ta. Chúa Giêsu Ngài cũng là đấng có sự giảng dạy vượt thời gian. Chúa Giêsu Ngài đã dạy rất là nhiều sứ điệp vượt thời gian. Một trong những cái sứ điệp mà Chúa Giêsu Ngài đã giảng dạy vượt thời gian đó chính là 8 mối phước lành mà Ngài đã dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 từ câu 3 trên câu 10. Phước cho những kẻ nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những người nhú mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những người là phước cho những người đó khác sự công chính vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bớ vì sự công bình, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Trải qua mọi thời đại, những nhà đạo đức, những nhà giáo dục đều đưa ra nhận định rằng những lời mà Chúa Giêsu giảng dạy trên đây thật là những lời chân lý vượt thời gian.
những bài học mẫu mực về đạo đức con người, tính nhân ái lẫn đức nhịn nhục. Và đây là một cái nhìn hoàn toàn khác so với lại những cái giá trị hiện tại mà con người đang phải tranh đấu, giành giật, tự rút ngắn cuộc đời của mình vì những cái điều đó trong cõi trần chóng qua. Vậy thì Chúa Giêsu Ngài là đấng có những cái sứ điệp vượt thời gian. Mà ngày hôm nay có nhiều quốc gia tân tiến họ đã lấy những giá trị cốt lõi tinh thần mà Chúa Giêsu giảng dạy để làm nền tảng cho hệ thống pháp luật của họ, làm nền tảng cho hệ thống xã hội mà họ đang có. Và có những quốc gia họ đã lấy Kinh Thánh để mà làm nền tảng cho cái chức vụ của nguyên thủ quốc gia của họ, đó quý vị. Những vị Tổng thống Hoa Kỳ trước khi nhậm chức thì họ đã đặt tay lên Kinh Thánh. Họ tuyên thệ rằng là tôi sẽ sống đúng với lương tâm của tôi trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Kinh Thánh. Và khi mà có những nguyên thủ quốc gia họ đặt tay lên cuốn Kinh Thánh để mà tuyên thệ như vậy thì đời sống của họ luôn có một cái sự khác biệt và có một cái sự phước lành của Chúa cho đời sống của họ, thưa quý bà cha. Rồi Chúa Giêsu Ngài cũng là một người thầy phục vụ. Ngài không những chỉ giảng dạy mà thôi, nhưng mà Ngài cũng là một đấng có sự khiêm nhường hạ mình để mà hầu việc người khác. Ấy vậy con người đã đến không phải để hầu việc người ta, xin lỗi, ấy vậy con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, xong để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giả chuộc nhiều người. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28. Và trong Giăng đoạn 13 kể là rằng là Chúa Giêsu Ngài đã đứng dậy khỏi bàn và cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình, rồi sau đó Ngài đổ nước vào trong chậu và rửa chân cho các môn đồ của mình. Trong đó Ngài cũng rửa chân luôn cho cả Judas Iscariot, là người sẽ bán Ngài với 30 nén bạc, quý vị. Chúa Giêsu rất là khiêm nhường, đúng không? Nếu quý vị thấy và biết trước sẽ có một người bán mình và sẽ giết mình giống như Judas Iscariot, quý vị có sẵn sàng để mà hạ mình trước người đó để mà rửa chân cho người đó không? Chắc chắn là không, đúng không? Làm sao mà tôi có thể rửa chân cho kẻ thù của mình được? Làm sao mà tôi có thể phục vụ cho kẻ thù của mình được? Là cái người sẽ giết mình. Nhưng mà Kinh Thánh nói với chúng ta trong câu 1 rằng là Chúa Ngài yêu ai thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Như vậy thì Đức Chúa Giêsu Christ ban đầu Ngài đã yêu Judas Iscariot, đúng không ạ? Ngài đã yêu Judas thật sự, không phải là Ngài thấy ông như vậy rồi Ngài không yêu. Ngài yêu luôn cả Judas. Nhưng mà Judas đã không chịu ăn năn, không thay đổi. Và tình yêu của Chúa có một cái tác động để đem con người chúng ta đến với sự ăn năn, thưa quý mài cha. Dẫu rằng con người chúng ta gian ác, xấu xa như vậy đó, Chúa biết là như vậy đó, nhưng mà Chúa vẫn yêu. Cho đến khi mà người đó chết thì mới thôi. Tôi thấy nghĩ rằng nếu mà Judas không đi ra ngoài thắt cổ tự tử thì Judas vẫn có cơ hội để ăn năn, giống như là Phi-rơ đã ăn năn sau khi chối Chúa ba lần. Và đây chính là một trong những cái điều mà chúng ta thấy rất là huyền nhiệm. Chỉ có Chúa Giêsu là đấng có thể bày tỏ ra cái điều này mà thôi. Trước Chúa cũng không ai có, và sau Chúa con thánh của Chúa làm theo mà thôi. Trong thế gian này không có một khái niệm nào về tình yêu vô điều kiện như vậy cả, quý vị. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có tình yêu của Chúa để chúng ta được thay đổi, quý vị. Có những khi chúng ta thấy mình giống như Judas vậy đó, ăn cháo đá bát, không có hiếu kính, không có biết ơn người này người kia. Nhưng quý vị ơi, Chúa vẫn yêu quý vị cho đến cuối cùng. Và nếu Chúa có hạ mình xuống rửa chân cho quý vị đó, thì quý vị cũng hãy ăn năn với Chúa và đừng bao giờ ban Chúa cả, quý vị ơi. Amen. Ở trong sách Timôthê Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 1: hãy biết rằng trong ngày sau đó sẽ có thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn, hay nóng giận, lên mình kêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Những cái đấy con hãy lánh xa đi. Chúng ta lưu ý nha. Sứ đồ Phaolô nói rằng là trong những ngày sau đó sẽ có những thời kỳ khó khăn, bởi vì mọi người ta sẽ bị sa sút về mặt đạo đức và sẽ sống giống như vậy. Sẽ có nhiều người họ sẽ lường thầy phản bạn. Và chúng ta thấy rằng là cái người đầu tiên mà phản Chúa Giêsu đó chính là sứ đồ của Ngài, cái người thân của Ngài. Rồi các sứ đồ cũng có những người phản sứ đồ nữa, đúng không ạ? Như là sứ đồ Phaolô nói rằng là Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi bởi vì ham hố đời này. Rồi mọi người ở cõi A-si cũng đã lìa bỏ ta. Trong cái lúc mà cuối đời của sứ đồ Phaolô, tôi thấy rằng là có những trường hợp đó là người ta đã lường thầy phản bạn.
Nhưng mà đến thời của chúng ta hiện tại, tôi mong ước rằng hội thánh của chúng ta sẽ không có ai rơi vào trong cái chỗ này. Amen. Người Việt Nam của chúng ta thì có một câu rất là hay, đó là một thầy, xin lỗi, một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy. Người dạy chúng ta cho dù bây giờ họ như thế nào chứ nữa, nhưng mà nếu họ đã dạy chúng ta thì chúng ta vẫn phải nhận họ là thầy của mình. Và không bao giờ được phép nói xấu họ hoặc là không bao giờ coi thường họ. Cách đây hơn 2 tháng trước thì tôi đã gặp lại cái người thầy trước đây đã từng dạy cho tôi trong trường Kinh Thánh. Người mục sư này vẫn là hầu vị Chúa nhưng mà ông thánh khác và ông không còn dạy trong trường Kinh Thánh của tôi nữa. Và khi tôi gặp lại ông thì ông nói là giờ mà gọi mục sư cái gì, gọi anh em với nhau đi. Tôi nói dạ không mục sư, bởi vì mục sư trước đây đã từng dạy cho em ở trong trường Thánh cho nên là thầy, mục sư vẫn là thầy của em, em vẫn gọi mục sư là thầy, bởi vì người ta nói rằng là nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Còn nếu mà cái người mà họ lường thầy phản bạn hoặc là họ không có lòng biết ơn đó thì cái chuyện đó thì bình thường đúng không? Chúng ta bây giờ không còn gặp nhau, không thuộc về nhau nữa, không cùng hầu vị Chúa trong cùng hệ phái thì chúng ta có thể gọi anh em với nhau bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta là người có sự biết ơn và trân quý tôi tớ của Chúa thì chúng ta vẫn gọi người đó là thầy. Mong ước rằng là sẽ không có Judas trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Amen. Tôi ước ao rằng là sau bài giảng này không có ai mà bán tôi với 30 đồng bạc hoặc là 30 triệu đồng. Cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp đỡ con. Hebrew đoạn 13 câu 7 cho đến câu 7 chép rằng là hãy nhớ những người dắt dẫn mình đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào và học đòi đức tin của họ. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hebrew đoạn 13 từ câu 7 và câu 17. Vậy thì Kinh Thánh khích lệ chúng ta rằng là chúng ta hãy nhớ đến những người dắt dẫn mình. Cái từ nhớ ở đây đó là chúng ta hãy suy gẫm về cái tấm gương của người đó. Đôi khi vì cuộc sống bận rộn, nhiều việc nó xảy ra làm chúng ta bị phân tâm, chúng ta không nhớ đến người dắt dẫn của mình nữa. Nhưng mà có những lúc khó khăn, có những lúc hoạn nạn, có những lúc mà chúng ta đang bế tắc thì đó chính là những lúc mà chúng ta nhớ đến những tấm gương sáng là những người đã từng dắt dẫn chúng ta, truyền đạo Đức Chúa Trời chúng ta. Thật sự có những lúc mà tôi cảm thấy nản ở trong chức vụ của mình. Có những khi tôi bị cám dỗ để thôi không có hầu vị Chúa nữa. Nhưng mà tôi nhớ đến hình ảnh của cái người đàn ông mà trước đây đã từng đưa cả gia đình của tôi, ba mẹ của tôi đến với Chúa. Người đàn ông đó nhà ở gần nhà tôi, gần ở nhà ngoại tôi. Và người đàn ông này là một người rất là trung tín, đạp xe đạp cũ kỹ để mà ghé thăm nhà của chúng tôi để mà truyền đạo Đức Chúa Trời chúng tôi. Có những khi mà lúc đó tôi khoảng chừng tầm 12-13 tuổi gì đó, tôi đã được ông mời vào trong nhà của ông. Và ông đã đưa những cái cuốn Kinh Thánh và đưa những cái tài liệu học bồi linh phù hợp với tôi lúc bấy giờ để mà tôi học Kinh Thánh cùng với ông. Chỉ có tôi và ông thôi. Và ông đã chỉ cho tôi từng chút một. Tôi vẫn còn nhớ như những cái thời gian đó, bởi vì lúc đó đang nghỉ hè cho nên tôi có thời gian để mà tôi học cùng với ông. Và nhờ có những bài học cơ bản đó mà cho đến ngày hôm nay tôi được trưởng thành và tôi được kết quả. Và khi tôi nhớ đến những tấm gương như vậy, thưa quý bà chị em, tôi đã có một cái động lực để tôi trở lại tôi hầu vị Chúa. Bởi vì ai biết được trong số những người mà tôi giảng dạy, tôi chăm sóc, tôi phục vụ họ giống như là người đàn ông đã từng phục vụ gia đình của chúng tôi trước đây. Ai biết được trong số quý vị sẽ có những mục sư, sẽ có những người thầy truyền đạo, sẽ có những người mà Chúa ngài dùng sau này để đưa nhiều người khác trở lại với Chúa. Mà hãy nhớ đến những người dắt dẫn chúng ta như vậy, thưa quý mài cha. Bởi vì đó chính là cái sự động lực và cũng như là cái sự truyền cảm hứng chúng ta để chúng ta tiếp tục đi theo Chúa. Và hãy vâng lời họ, bởi vì những người đó cũng đang cầu nguyện cầu thay và dường như là họ phải khai trình về đời sống của chúng ta ở trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa. Timothée thứ nhất đoạn số 5 câu 7, Timothée nhất đoạn 5 câu 7 thì chép rằng là các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần,
nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Cảm ơn Chúa. Có những trưởng lão khéo cải triệu thánh thì chúng ta phải như thế nào quý ma chị em? Hãy kính trọng họ bội phần. Nhất là những người chịu chức rao giảng, tức là những người thầy giáo đó quý vị, và họ dạy dỗ chúng ta. Và không phải chỉ có Chúa Giêsu Ngài là giáo sư đến từ Đức Trời mà thôi đâu quý vị. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài cũng chính là một người đào tạo ra những người thầy, những người giáo sư trong hội thánh. Và Ngài cũng chính là đấng thiết lập và ban cho chức vụ giáo sư trong hội thánh của chúng ta. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 chép rằng là ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ khác làm tiên tri, người khác nữa thì làm thầy giảng tin lành, người khác nữa làm mục sư và giáo sư. Như vậy thì cái từ giáo sư ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 đó là cái từ didaskalos, nghĩa là người dạy dỗ, người dạy lời của Chúa. Và được dịch qua bản tiếng Anh đó, đó là từ doctor, tức là tiến sĩ, và master, tức là thầy. Hoặc là người có cái bằng cấp học vị tiến sĩ hoặc là thạc sĩ. Thưa quý mài chị em. Như vậy thì những người giảng dạy lời Chúa mà họ ở trong cái chức vụ giảng dạy đó quý vị, thì cái trình độ kiến thức của họ đó có thể ngang bằng với một người tiến sĩ hoặc là một người thạc sĩ ở trong thế gian này. Tôi xuất thân từ một người hầu vị Chúa không có nhiều bằng cấp. Tôi chỉ học xong trường thánh 2 năm và được cấp chứng chỉ cao đẳng. Nhưng mà khi mà tôi đi ở các nước và tôi thấy rằng là thật sự ở các nước bạn họ có một cái sự học vấn rất là uyên thâm. Có những người họ tín đồ bình thường thôi, họ vẫn có bằng thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Bởi vì ở nước ngoài cái việc học đó là chuyện bình thường. Nhưng bởi vì chúng ta sống ở Việt Nam thì chúng ta không có nhiều điều kiện để học giống như ở nước ngoài. Và khi tôi đi như vậy thì tôi thấy rằng là thật sự mình cần phải được nâng cấp. Không phải là bởi vì mình đua đòi, nhưng mà tôi biết rằng là tôi có cái gì. Tôi có thể giảng dạy được, tôi có thể cầu nguyện chữa lành được, tôi có thể đuổi quỷ được, tôi có sự sức giàu của Chúa. Bây giờ không có bằng cấp tôi vẫn có thể phục vụ Chúa kết quả được. Nhưng mà tôi có một cái sự suy gẫm nhiều hơn, đó là tại sao có những mục sư đầy ơn của Chúa ở tầm mức thế giới, những mục sư đó đều là những người có bằng cấp tiến sĩ và thạc sĩ. Tôi ví dụ như là mục sư tiến sĩ Billy Graham, mục sư tiến sĩ David Choyang-gi ở Hàn Quốc, mục sư tiến sĩ Rahab Bấn Ký, tiến sĩ Osborne, T.L. Osborne là một người đầy ơn trong sự chữa lành. Những người đó đều có bằng cấp học vị cao. Và thế là tôi mới biết rằng là thật sự tôi cần phải được nâng cấp chính mình. Bởi vì ai biết được, nếu mà Chúa ngài dùng thì mình đã có sẵn một có một cái tiền đề để mà mình có thể phục vụ Chúa rộng hơn, lớn hơn. Giống như bây giờ khi chúng ta đã lái xe hơi được rồi thì chúng ta phải có bằng lái xe, đúng không quý vị? Nhưng mà có những người họ không có xe hơi, họ vẫn học bằng lái, đúng không? Ủa tại sao mà anh không có xe hơi mà anh lại học bằng lái chứ, tốn tiền. Thì khi mà tôi có xe hơi thì tôi mới lái được, chứ đâu có phải bắt buộc phải có xe hơi thì mới có bằng lái. Vậy thì tôi khích lệ quý mài cho em là con cái Chúa, chúng ta bây giờ có thể chưa có chức vụ, chưa có một cái vị trí nào trong sự giảng dạy hết, quý vị ơi, hãy học Kinh Thánh, hãy học trường Kinh Thánh, được không quý mài cho em? Tại vì khi chúng ta học trường Kinh Thánh rồi, chúng ta có cái sự chứng nhận của Hội Thánh là chúng ta đã trải qua trường lớp. Như vậy đến kỳ đúng lúc của Chúa thì Chúa sẽ trao cho anh chị em cái công việc đó. Cho đến khi mà công việc Chúa mở rộng có hàng trăm hàng ngàn người tin Chúa, bây giờ Hội Thánh cần có một người có cái ơn giáo sư, cần có người có sự trang bị lời Chúa rồi để mà dạy cho những người mới tin Chúa đó. Hội Thánh không có ai hết, cái gì cũng tập trung về mục sư hết, ông mục sư đó đuối sức luôn quý mà chị. Cho nên chúng ta cần phải nâng cấp chính mình và cần phải học hỏi. Ở xã hội Việt Nam của chúng ta hiện tại, người ta chỉ nể trọng ba con người. Thứ nhất đó là người có tiền, người giàu có. Thứ hai đó là người có quyền, tức là có chức quyền. Và thứ ba đó là người ta nể trọng cái người có học thức, tức là có cái kiến thức, là người trí thức đó quý vị. Bây giờ tôi nhìn thấy con cái Chúa, Kinh Thánh nói rằng là Chúa ngài chọn trong vòng chúng ta những người gọi là không có cái gì ở trong thế gian này hết, những người gọi là rất là tầm thường trong thế gian này, không có quyền thế, cũng không phải là người cao trọng. Nhưng quý vị có thể nâng cấp kiến thức của mình. Và khi quý vị có kiến thức về lời của Chúa,
sự sức giàu của Chúa, ơn của Chúa trên anh chị em, thì không ai có thể coi thường quý bài chị em. Có thể hàng xóm chê quý vị nghèo, chê quý vị không có chức có quyền như họ, nhưng họ không thể nào chê được cái bằng cấp học vị của mình có trong Chúa. Ô cái thằng đó hả, nó là tiến sĩ đó nghe, nó học ở trường đâu ở bên Mỹ đó, nó là thạc sĩ đó. Quý vị thấy đó là ơn mà Chúa ban cho mình. Phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va đó là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Giàu có thì mình chưa có rồi, nhưng mà sự tôn trọng chắc chắn sẽ có khi chúng ta có một sự dùi mài kinh sử, văn ngôn, võ luyện, không ai coi thường quý vị được hết. Trước đây khi tôi hầu vị Chúa, tôi chỉ có cái bằng 2 năm như vậy, tôi cũng cảm thấy mặc cảm lắm, bởi vì chung quanh mình toàn là thạc sĩ với là tiến sĩ không. Mình thậm chí cũng không có bằng cử nhân nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa đó là Chúa ban ơn cho gia đình của tôi. Đầu năm sau thì tôi sẽ nhận được hai cái bằng cử nhân của hai trường đại học cũng khá nổi tiếng ở tại Hoa Kỳ. Và đây là một cái điều rất rất là bất ngờ. Và tôi cảm ơn Chúa vô cùng, bởi vì Chúa Ngài cho tôi bây giờ có cái mảnh bằng để mà lặn lưng quần, không còn là một người dốt nát không học như Phi-rơ ngày xưa nữa. Ngày xưa khi Phi-rơ đứng lên giảng, người ta nói cái người này là dốt nát không học. Nhưng mà tạ ơn Chúa, sau một thời gian đi theo Chúa thì Chúa khiến cho Phi-rơ được nâng cấp lên. Quý vị đọc ở trong sách Phi-rơ nhất và Phi-rơ nhì, quý vị sẽ thấy rằng là đây là một con người đầy ơn của Chúa, không phải là một người dốt nát của quý vị. Những lời của Phi-rơ viết ra trong hai sách Phi-rơ nhất, Phi-rơ nhì á, chỉ hai sách thôi quý vị, một sứ đồ trưởng mà viết còn thua cả sứ đồ Phi-rơ nữa, có hai sách thôi. Nhưng mà hai sách đó chứa đựng những lời rất là thâm thúy, những lời rất là sâu nhiệm về lẽ thật của vương quốc của trời. Mà ngày hôm nay chúng ta học vẫn chưa hết. Quý vị thấy không, một người theo Chúa không bao giờ là người dốt nát không học cả. Nếu quý vị trung tín theo Chúa, Chúa sẽ xóa mù chữ cho anh chị em. Amen. Và anh chị em sẽ không cần phải xấu hổ, không cần phải mặc cảm. Ôi cái thằng đó dốt nát không học. Quý vị ơi, khi có Chúa Giê-xu, Ngài chính là người thầy vĩ đại bước vào trong đời sống của anh chị em. Ngài sẽ thay đổi anh chị em để anh chị em trở thành một người cao trọng, một người khôn ngoan. Người ta thường hay nói là thầy nào trò đó, đúng không quý vị? Khi mà một người thành công và một người có học thức được thành công trong xã hội rồi, thì người ta sẽ ngay lập tức hỏi rằng là ồ, ngày xưa anh học trường nào vậy? Ngày xưa anh học ở chỗ nào vậy? Sao giỏi quá vậy? Quý vị muốn cuộc đời của mình giống như vậy không? Người ta sẽ đến với chúng ta hỏi, ủa anh chị học ở chỗ nào mà thấy khôn ngoan vậy? Lời Chúa sẽ làm tư hiểu rõ được hết tất cả mọi sự. Còn tôi sao theo Chúa cả mấy chục năm tôi không hiểu. Nhưng mà anh chị em học ở đâu mà sao hiểu lời Chúa rõ vậy? Xin Chúa Ngài cho chúng ta có được tiếng thơm như vậy, để thầy của chúng ta là Chúa Jesus Christ, Ngài được vinh hiển. Amen. Cảm ơn Chúa. Có một cái lời này của một tôi tới Chúa đã chép thế này: nền tảng của chức vụ là phẩm hành đạo đức, chứ không phải là kỹ năng cá nhân hay là trình độ học vấn. Tôi xin nhắc lại, nền tảng của chức vụ là phẩm hành đạo đức, chứ không phải là kỹ năng cá nhân hay là trình độ học vấn. Trình độ học vấn hay là bằng cấp, nó chỉ là cái hỗ trợ cho chức vụ của chúng ta mà thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là nhân cách, phẩm hạnh của chúng ta nó phải là good ở trong chức vụ của chúng ta. Thứ hai, đặc tính của chức vụ đó là phục vụ người khác, chứ không phải là để nhiều người khác phục vụ mình. Thứ ba, động cơ của chức vụ là tình yêu thương, chứ không phải là phục vụ vì tiền bạc hay là quyền lực. Cho nên chỗ này cũng là một trong những cái điều mà tôi phải suy gẫm mỗi ngày. Mình không phải là chia sẻ lời Chúa hoặc là phục vụ Chúa là bởi vì cớ mình có mong muốn rằng là mình giàu có hoặc là có tiền bạc. Nhưng mà động cơ thật sự của những gì chúng ta phục vụ Chúa đó là tình yêu thương. Thứ tư, đó là sự đo lường của chức vụ chính là sự tận hiến, chứ không phải là sự thành công hay là vẻ hào nhoáng bên ngoài. Thứ năm, thẩm quyền của chức vụ đó là sự đầu phục, chứ không phải là theo đuổi quyền lực hay là muốn điều khiển người khác. Một người càng đầu phục Chúa thì người đó sẽ có thể đầu phục được lãnh đạo trên chúng ta. Còn một người không đầu phục thì người đó cũng sẽ không thể đầu phục bất cứ một ai, thậm chí là người lãnh đạo của mình. Thứ sáu, mục đích của chức vụ đó là để làm sáng danh Chúa, chứ không làm rạng danh ta hoặc là tổ chức của ta. Số 7, các công cụ của chức vụ đó là cầu nguyện và kinh thánh, lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải là dựa vào trong những quyển cẩm nang được viết bởi con người. Số 8, đặc ân của chức vụ đó là chiều sâu của sự tăng trưởng thay vì những con số. Thứ 9,
sức mạnh của chức vụ đó là Đức Thánh Linh và sự sức dầu, chứ không phải là bởi các chương trình tốt hay không. Vậy thì chúng ta thấy rằng là quyền năng hay là sức mạnh của một chức vụ giảng dạy đó chính là có Đức Thánh Linh và có sự sức dầu của Chúa ở trong chức vụ đó. Và sức dầu nó sẽ khiến cho cái sứ điệp hoặc là lời của Chúa giống như là một miếng bánh mì mà được chét bơ và có sữa ở trong đó, nó có vị ngọt thơm ngon ở trong đó. Quý vị nào đã từng ăn bánh mì không, với là bánh mì mà có chét bơ hoặc là có cái này cái kia ở trong bánh mì, quý vị sẽ thấy ăn bánh mì không thì nó cũng là bánh mì đúng không, cũng tốt, nhưng mà nó không có hấp dẫn và ngon, không có thơm ngon bằng cái bánh mì mà có trà bông hoặc là có đồ ở trong đó rồi. Cho nên sự sức dầu của Chúa Thánh Linh sẽ khiến cho chức vụ của chúng ta sẽ được trở nên có quyền năng và hấp dẫn hơn. Và cuối cùng đó là gương mẫu của chức vụ chúng ta, đó chính là Đức Christ, chứ không phải là một hội đoàn, hội thánh hay là bất cứ một ai khác. Ngày hôm nay có nhiều, tôi biết rằng là có nhiều người họ thần tượng một sứ này, một sứ kia, sứ đồ này, sứ đồ nọ. Nhưng quý vị ơi, hãy cẩn thận cái chỗ này. Đó là chúng ta cần phải nhìn vào Chúa Jesus Christ, Ngài chính là gương mẫu của mọi gương mẫu. Không có một gương mẫu nào có thể soán được cái ngôi vị số 1 của Chúa Jesus Christ. Amen. Khi sứ đồ Phaolô nói rằng là hãy bắt chước tôi cũng giống như tôi bắt chước Đấng Christ. Nhưng mà ông cũng đã nói ở trong Philip đoạn số 3 rằng là tôi không phải là người đã hoàn hảo đâu. Tôi vẫn cứ là một điều, đó là nhắm đức mà chạy. Tức là ông thú thật rằng là ông không phải là người hoàn hảo. Nhưng mà tại sao ông lại nói rằng là ông bắt chước Đấng Christ và người khác cũng phải bắt chước ông? Tại vì Đức Chúa Trời Ngài cần có một người có thể làm gương cho hội thánh của Chúa. Con người cần có một ai đó dẫn dắt mình và cần có một tấm gương để mình từ đó mình học hỏi. Và cái người làm gương đó cũng phải nhìn vào trong gương mẫu Chúa Jesus Christ để mà bắt chước theo Ngài, thì mới có thể xứng đáng trở thành một tấm gương sáng cho mọi người khác. Cho nên quý bà trẻ mời chúng ta hãy luôn ghi nhớ những điều này. Gương mẫu số 1 của chúng ta đó chính là Chúa Jesus Christ. Đừng nhìn vào trong con người, nhưng mà hãy học đòi Chúa Jesus Christ. Bất cứ điều gì Chúa Jesus làm cho chức vụ của Ngài thì chúng ta cũng hãy làm theo giống như vậy. Chúa Jesus đã từng cầu nguyện, Chúa Jesus đã từng đọc Kinh Thánh, Chúa Jesus đã từng tương giao với Đức Chúa Cha, Chúa Jesus đã từng khiêm nhường hạ mình, Chúa Jesus đã từng làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà chị em, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta qua sứ điệp này, chúng ta luôn luôn nhìn vào Chúa Jesus Christ, Ngài chính là người thầy vĩ đại của tất cả những người thầy. Để chúng ta sẽ luôn phấn đấu và cho chúng ta được tiếp tục tiến tới trong đạo ân điển của Chúa. Càng theo Chúa chúng ta sẽ càng được trở nên giống như Chúa Jesus càng hơn. Chứ đừng mà kiểu mà theo Chúa mà càng theo Chúa chúng ta sẽ càng giống như là người thế gian hoặc là càng yếu đuối. Có thấy lạ lắm quý bà chị em, có những người họ theo Chúa cả 20-30 năm rồi mà đến cuối cùng thì họ bỏ Chúa, và Chúa lại dùng cái người mà họ đem trở lại với Chúa đó, những người đó lại trở thành những người thầy giáo hoặc là những người mục sư trong hội thánh. Lạ không quý bà chị em? Bởi vì cớ Chúa Ngài đã nói rằng là kẻ đầu có thể nên rốt và kẻ rốt có thể nên đầu. Cho nên mỗi người chúng ta cần phải nhìn Chúa Jesus Christ và đi theo Ngài. Đừng vì thế gian hoặc là vì một cái tội lỗi nào đó mà chúng ta bỏ Chúa rồi chúng ta yếu đuối. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để đem chúng ta trở lại, và chúng ta càng ngày càng đi với Chúa, chúng ta càng được giống Chúa và càng được kết quả hơn nữa. Nếu mà tôi nhìn vào trong những bài giảng của tôi cách đây 10 năm về trước đó quý vị, thì 10 năm về trước tôi khác với 10 năm bây giờ. Và đó là cái điều mà tôi luôn nhắn nhủ bản thân tôi rằng là tôi cần phải tiếp tục tiến lên, không bao giờ thụt lùi. Có thể 10 năm về trước người ta chê bai mình, và thậm chí bây giờ vẫn có người họ chê bai tôi, họ không nghe tôi giảng, bởi vì cái lời giảng 10 năm về trước của tôi nó giảng dở vô cùng. Nhưng mà tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa nâng cấp con, để qua đời sống của con mà lời của Chúa được rao giảng nhiều hơn. Và nhất là có những ai có tấm lòng khao khát yêu mến Chúa, muốn được thay đổi, muốn được Chúa Ngài chữa lành, muốn được Chúa giải cứu, muốn được phước và được kết quả, thì họ sẽ nghe lời của Chúa. Tôi không dùng tài hùng biện hoặc là cái sự khéo nói của mình để mà giảng lời của Chúa. Giống như sứ đồ Phaolô, ông nói rằng là tôi không đến để mà rao giảng những cái sự khôn ngoan của loài người, nhưng mà rao giảng quyền phép của Đức Chúa Trời. Để cho quý bà chị em nào chúng ta có đức tin nơi quyền năng của Chúa, họ sẽ được phước và được kết quả. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay tôi chia sẻ lời này. Tôi mong muốn quý bà chị em hãy luôn ghi nhớ công ơn của những người thầy, những người giáo sư mà Chúa đặt để trong thánh của chúng ta. Tôi cũng gửi lời tri ân đến vợ chồng của một sư Thiết đã giúp đỡ tôi trong việc giảng dạy lời Chúa trong hội thánh ngũ tuần Rema Cầu Xe ở đây trong những năm tháng qua, khi mà
là người hỗ trợ và là người gọi là phụ tá của tôi ở trong hội thánh này. Xin Chúa ban phước cho vợ chồng của mục sư, và hội thánh cũng sẽ có một phần quà để mà chúc phước cho vợ chồng của mục sư Thiết. Sau buổi nhóm này thì chúng tôi sẽ gửi đến cho vợ chồng mục sư như là một lời cảm ơn rất là đặc biệt cho chức vụ của vợ chồng mục sư đã giúp đỡ cho thánh của Chúa, học lời của Chúa trong những lúc mà tôi vắng mặt không có ở đây. Tối hôm qua thì tôi cũng đã gửi một phần quà chúc phước tri ân đến cho người thầy của tôi là mục sư Tổng Huấn Nhiệm, để Chúa Ngài sẽ có thể dùng ông một cách lớn lao hơn, phước hạnh hơn ở trong vương quốc của Chúa sau này. Và tôi cũng mong ước rằng quý bà chị em, mỗi người chúng ta có mặt ở đây hoặc là chúng ta đang theo dõi lời của Chúa online, quý vị hãy cầu nguyện chúc phước cho tôi. Tôi chỉ cần lời cầu nguyện chúc phước của anh chị em thôi. Có người thì tôi nhờ họ mỗi ngày cầu nguyện cho tôi, không cần phải là một phút đâu, chỉ cần 30 giây thôi cũng được. Nhớ đến tên mục sư Trương Anh Tuấn và dâng mục sư Trương Anh Tuấn cho Chúa. Xin Chúa Ngài sử dụng mục sư theo như thánh ý của Chúa. Tôi không cần quý mài cho em điều gì cả, nhưng chỉ cần tấm lòng của anh chị em nhớ đến tôi và cầu thay cho tôi. Đó là điều rất là phước hạnh và giá trị ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Xin Chúa Ngài ban ơn và sức dầu cho quý mài cho em, để quý mài cho em sau này sẽ trở thành những người thầy, những người cô, những người sẽ truyền đạt kiến thức kinh thánh cho những thế hệ tin Chúa mai sau. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị, và xin mời chúng ta cùng nhìn lên và chúng ta cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Lạy Chúa Giêsu dấu chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở mọi người chúng con. Chúng con cần phải bước đi theo tấm gương của người thầy vĩ đại của chúng con là Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu ơi, Ngài chính là đấng có quyền năng, có uy quyền ở trong lời phán của Ngài, trong sự giảng dạy của Ngài, trong từng lời của Ngài được ghi chép lại trong thánh, có cái uy quyền để thay đổi, tha thứ tội lỗi và chữa lành, giải phóng chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa Ngài cũng đến ở trên tấm lòng của chúng con, trên con dân của Chúa ở trong hội thánh này trong buổi sáng nay. Chúa ơi, xin Chúa đừng bỏ qua bất cứ con người nào. Xin Chúa Ngài rơi chạm đến chúng con. Xin Chúa Ngài thay đổi chúng con. Xin Chúa Ngài nâng cấp chúng con lên ở trong mức độ cao hơn, tươi mới hơn. Bởi vì Ngài chính là Thầy, Ngài chính là Rabbi của linh hồn chúng con. Chúa Giêsu ơi, chúng con sẽ không thể nào được giải phóng, được tự do, không thể nào được mạnh mẽ hơn nếu chúng con không có lời dạy dỗ của Ngài. Và Đức Thánh Linh ngày hôm nay cũng đang dạy dỗ chúng con trong mọi sự. Ngài sẽ lấy lời của Chúa Giêsu Christ để nhắc chúng con nhớ về những lời của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Thánh Linh, xin hãy đến và dạy dỗ chúng con. Ngài là thần lẽ thật, Ngài là giáo sư của chúng con nữa, Chúa Thánh Linh ơi. Xin hãy đến và giúp đỡ chúng con, để dân sự của Chúa được sống mỗi ngày với sự dạy dỗ của Ngài. Để dân sự của Chúa mỗi ngày sẽ được lớn lên trong sự thống biết lẽ thật của Chúa. Và khi chúng con biết lẽ thật của Ngài thì lẽ thật của Ngài sẽ buông tha giải phóng chúng con nữa. Trong danh Chúa Jesus Christ quyền năng, còn đó lệnh cho tất cả mọi sự yếu đuối, tất cả những linh của sự mệt mỏi, ngã lòng, những linh của sự thối lui, nó phải lui ra khỏi dân sự của Chúa, nó phải lui ra khỏi anh chị em chúng con, và lui ra khỏi thánh này, để hội thánh của Chúa được mạnh mẽ luôn, được nóng cháy luôn, được sốt sắng hơn và được hầu vì Chúa mạnh mẽ càng hơn, Chúa ơi. Bởi vì chúng con luôn chăm xem Chúa Jesus Christ là cội rễ và cuối cùng đức tin của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho những lúc mà chúng con đã yếu đuối vì cớ chúng con nhìn vào con người, chúng con đã nhìn vào trong những tấm gương gây ra bất phạm ở trong nhiều nơi. Xin Chúa Ngài tẩy sạch chúng con ra khỏi tất cả những hình ảnh xấu của những người thầy xấu, những người thầy không làm sáng danh Chúa Giêsu. Xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, để chúng con luôn có một tấm lòng tươi mới và trong sạch ở trong ơn của Chúa, để chúng con được dấn thân và tiến bước theo Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, để từng con cái Chúa tại đây sẽ trở thành những người môn đồ, những người học hỏi theo tấm gương của Chúa Giêsu Christ và cách trung tín cho đến cuối cùng. Còn cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa sức dầu ban ơn trên mục sư Thiết và cũng như trên hết thảy những tôi tớ của Chúa phục vụ Chúa trong thánh này, từ những người nhân sự truyền giáo cho đến người nhân sự phục vụ trong hội thánh. Xin Chúa ban ơn cho tất cả chúng con, để trong ngày đặc biệt này chúng con sẽ được thêm lên ở trong sự học thức, chúng con sẽ thêm lên ở trong nhân đức, chúng con sẽ thêm lên ở trong tình yêu thương của Chúa, để hầu chúng con được có một đời sống vững vàng ở trên nền tảng là lời của Đức Chúa Trời và trên tình yêu của Chúa. Còn cảm ơn Chúa. Con xin dâng dân sự của Ngài và tất cả chúng con trong bàn tay của Cha, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bà cha. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.